Anh xuống đi. Chỉnh lại chỗ đau bên kia nữa. Chỉnh đau bên kia đi. Hãy chỉnh đi. Chỉnh nữa nhá, chỉnh bởi anh ạ, bởi anh ạ. Ủa, nhấc cái bên này đi. Thật ngặt đập pro nhá, đập pro nhá. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay thì lại tiếp tục xuống là hộ em Quân là hoàn thiện cái phần chuồng lợn nữa cô bác. Hôm nay thì có vẻ như xuống thì có thêm một anh nữa là ra hộ em Quân cô bác ạ. Được lập pro cho Quân. Chưa, bây giờ đang đóng chỗ thì đâu có. Đóng chỗ rồi à? Ông thì có vẻ như là vừa mới lên trên trên rừng để về các bác ạ. Tiếng lấy cái gì thằng tớ thằng à? Bác chứ thầy. Đinh 12. Đinh 12 à? Thôn Tiên. Đóng 2 đinh. Đóng 2 đinh cho nó chắc. Thật đấy. Đấy, hôm nay thì có thể là hoàn thiện xong cái phần chuồng lợn này luôn cô bác ạ. Hôm nay thì liệu có hoàn thiện được không Quân? Hoàn thiện rồi à? Hôm nay mà không có anh ra hộ thì chắc là một mình Quân thì chắc là không có làm được đâu nhỉ. Tại vì là đưa cái cây lên đấy các bác. Được được chưa anh? Em đưa cây lên nhá. Cái này là bây giờ lấy đầu nhỏ sang bên kia anh nhỉ? Đầu to. Đầu to à? Thế đầu to xong rồi biến hết à? Quân xuống đây hộ anh đi Quân. Chuồng lợn này thì có thể là Quân làm khá là rộng rãi, ở trên này thì còn để được đồ đấy nhở? Để được dơm. Để được dơm à? Ở trên này thì chỉ có là hai anh em lên thôi. Lực xé ở dưới này là chuyên là lấy cây để đưa. Một tí nữa thì sẽ đưa pro sâu các bác ạ. Hôm qua thì cũng được là các bác nhà Quân ấy là hộ để mà vác pro lên. Ở dưới này thì hiện tại là cái phần nền ấy thì Quân đã làm xong rồi. Ba con lợn thì có vẻ như là lớn rất là nhanh các bác ạ. Sang năm sau liệu có một tạ ông Quân lợn đấy? Hả? Cho ăn nguyên rau thì sang năm sau thì mong rằng nó có một tạ rồi nhỉ? Nếu là 3 con một tạ thì bán một con thì đủ mua 2-3 con rồi. Ừ.
Mắc sư bay mát tất tư. Có vẻ như là cây còn là thiếu một cái cây của bác. Bây giờ thì anh sẽ trên này làm cho được, sẽ ra lên trên hộ anh Quân. Cây hôm qua là ông chặt đấy đúng không? Cây là ở trên đồi hay là ở đâu? Trên đồi à? Lên chỗ này thì có vẻ như là khá là mỏi chân đấy các bác, chỗ này ấy. Vậy nó dốc quá. Thế là hôm nay là Quân với lại anh làm từ sáng à, sớm à? Pro thì là hôm qua cũng được cháu Lực với lại thêm là các bác của Quân ra nữa. Bạn nhỏ này, bạn nhỏ nào đây? Chú Quân xin mến chào tất cả quý ông bà, các chú anh chị ạ. Bạn nhỏ này, bạn nhỏ nào đấy? Con của chú. Con chú à? Ừ. Hôm nay học lớp mấy rồi? Lớp 3. Lớp 3 rồi à? Ừ. Hôm nay là đi lên hộ anh Quân à? Ừ. À, hộ làm được gì? Hộ làm. Hộ làm gì? Vác cây ạ. Vác cây? Ây dà. Chắc là vác được những cây nhỉ? Cây quỷ nhỏ thôi cô bác ạ. Liệu hôm nay thì có làm xong không Quân? Chỉ nếu mà có hai, thêm 2-3 người nữa chắc mới xong. 2-3 người à? Ừ. Nhưng mà có lấy được công của ai không? Giờ mấy bác có việc đi làm không được. À, thế là chỉ có mỗi anh ra hộ thôi à? Ừ. Thế thì tí cố gắng làm nhanh nhanh một chút. Thì cho nó hết hôm nay đi. Ở tận đâu ấy? Làm chuồng trại thì nhà Quân là tự có cây mọi cái thôi, mình chỉ tận dụng thôi. Kìa, kéo cái này đi thầy. Nghe nha. Từ từ nha. Lấy nha. Lấy cây này về nó là đủ chưa? Đủ rồi à? Đi vào này xem được không? Ra đến kia chắc là hãy thả xuống rồi nhỉ? Đoạn kia thì có vẻ như là đi nó hơi dốc quá. Vậy bây giờ thì lấy thả xuống thôi. Thôi. Đi ra nha. Thôi, đánh xuống đi. Chỉnh lại chỗ đầu bên kia nữa. Chỉnh đầu bên kia đi. Hãy chỉnh đi.
Chị nhớ nhá, chị bỏ ấy ạ, bỏ ấy ạ. Nhấc cái bên này đi. Thật là the pro nhá, the pro nhá. Chỗ này thì có vẻ như có gai đấy. Ông thì cũng trèo lên để mà phụ giúp luôn đấy cô bác. Nhấc lên luôn đấy, không tí cát đây là cát dưới đây đi. Từ từ nhá. Ôi ồ. Em có sao không? Sao? Làm cao cao thêm một chút thì phần chú Quân đang đứng thì có thể là để mà mình để rơm hay là để cám cho lợn cũng được. Đây, thằng này được đấy, thằng này có vẻ được đấy nhỉ. Đây, hộ anh lấy ra được đấy. Được, xứng đáng cho 10 điểm. Thôi, thế rồi, thế rồi, thế rồi. Thế thôi. Cũng quân mình nuôi giá 2 tỷ đâu chứ, quân mình nè. Cô một tí nữa để mà nhấc pro lên lợp thì sẽ lại cần là đông người hơn cô bác ạ. Hiện tại thì chỉ có 3 anh em là làm thôi cũng được. Trên này thì một tí có vẻ như đóng hơi khó đấy nhờ, đóng pro ấy. Đóng cây cũng khó. Sát quá. Thế đóng mối hàng bên dưới được không anh nhờ? Đóng nhẹ trên đó. Hôm nay thì cũng rất là may mắn là được anh ra sức luôn, chứ không là hai anh em là loay hoay là chắc là làm cũng phải đến độ tầm 2 ngày thì mới xong được cái cô bác ạ. Chuồng lợn này nhìn trông nó có vẻ nhà đơn giản thôi, nhưng mà để mà làm được ấy thì nó cũng một cái thời gian mà cũng khá là lâu.
một mình Quân mà làm thì có làm được không? Không biết làm không? Một mình không biết làm đâu. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Trong lúc mà mấy anh em đang làm thì bà là đi lấy cỏ về rồi cô bác ạ. Không biết là bà đi tận đâu cắt. Cỏ này chắc là cắt để cho bò thôi. Dây thì bà mang đi chăn rồi. Ở tiếp đâu nhà mày phô bà nào. Bò bún đung có hai bên mà phô. Có vẻ như là chân của bà còn bị thương nữa rồi cô bác ạ. Đi cắt những cái loại cỏ này thì rất là sắc cô bác. Cỏ này đấy, hôm nay thì ông lại ở nhà là phụ làm mấy anh em rồi, cho nên là ông không có đi lấy được cỏ. Chắc là để tối thì ông mới đi. Bây giờ thì một ngày thì có thể là ông với bà đi cắt cỏ những cái bó này phải tầm độ 2-3 bó thì mới đủ ăn được. Bò thì cũng ngày một lớn lên, ăn thì sức ăn của nó thì khá là nhiều. Đấy, ba con lợn này thì nằm anh quẹ thế này này cô bác. Có vẻ như là bây giờ phần chuồng làm xong, đổ cái phần nền xong thì có vẻ là mát rồi đấy. Lập trên pro này thì chắc là mấy nữa Quân phải lấy cái gì ra để đây này, nó mới mát hơn. Chứ không mà nó cũng nóng ấy. Ngủ ở đây sao mà ngủ được, mùi phân lợn lắm. Lấy lên chưa anh? Chưa. Chưa. Đo đạc mọi cái thì mới đem lên trên để mà đóng được không bác? Cái khe này thì mình tạo cho nó để cho nó làm gì anh? Khe này, sao mình không để cả cây đâu luôn? Đầu nó to hơn, nó nhỏ. Đầu nó to hơn thì mày phải làm cho nó nhỏ lại nó mới vừa đúng không? Không là tí pro nó đầu thấp đầu cao. Cái gì không biết thì hỏi các anh luôn để cho anh là giải đáp. Thì sau này có những cái gì thì còn mới biết làm. Cháu có vẻ làm như làm dựng mấy cột này có vẻ như là rất là đơn giản đó các bác, nhưng mà tuy nhiên là những cái lỗ đục này các bác này, những cái lỗ đục ở phần bên này này
làm sao mà để cho nó bằng bên kia. Đo đạc mọi cái. Đấy, khu con này thì hôm nay thấy bảo là lên hộ. Hộ là vác cây à? Vác được cây nào không? Hả? Vác được cây nào không? Vác được cây nào? Có vẻ như là thằng này là đen rất là nhiều này. Áo dài tay, không có áo dài tay à? Có. Có sao không mặc áo dài tay vào? Không tinh mạc. Không tinh mạc. Ồ. À, được ấy nhỉ? Nhưng mà thôi, để lần sau ấy nhá. Ây, từ từ từ. Thấy ra nào cu. Ơ, anh đánh nhá, thả nhá. Trèo lên xem là có hộ được các anh không. Ui, cái này thì có vẻ như tí là đóng đinh hơi khó đấy. Chỗ này. Chỗ này phải một tí anh ạ. Đẩy qua bên này được một tí đúng không anh? Như này được không? Cột nó nhỏ hơn đấy. Cây nó nhỏ hơn. Đinh đóng chưa anh? Chưa. Tí mình nhà lập sau. Chị anh nữa ạ. Anh Thương ơi, chị Nam ơi, Thương ơi. Uống nước đây. Quân lấy nước cho các bác đi. Ngồi lấy nước đây. Ừ, cân tăng dừa bỗng nắm cho mày nè. Có bao nhiêu? Bắt tớt rồi, bắt tớt rồi. Tết. Tết này con yếu chưa? Này có nhân. Ngày sau phải đợi tầm tầm 2 tiếng nữa lập xong như anh. Xong rồi. Bắt đi tọt tọt 2 cây. Tầm vừa rồi thì có vẻ như là nó không có được được thẳng nên là mấy anh em phải kê lại. Em cứ ấu mà. Đến chiều chiều này gió to có vẻ là mát hơn. Quần không bóc cho bác à? Bảo bạn có à móc còn không? Cứ vào thì ăn đi. Này. Bảo quần thì đi đâu rồi? Bóc mất tay tốt. Thế mà. Thì em bóc tốt tốt. Cao lên bàn thế. Từ cao khẩn hơi. Uống nước không? Yeah. Hả? 5 nghìn. Còn đây. Ông. Này số cũng quên là mua bánh kẹo một chút. Có khá là nhiều bạn nhỏ. Yeah. Giờ thì mấy anh em uống nước nghỉ ngơi một chút đã. Rồi thì tiếp tục vào cái công việc mà để mà hoàn thiện nốt là hôm nay luôn các bác.
Đây, cái phần khung thì hiện tại là đã xong rồi các bác. Bây giờ thì là em pro lên để bắn lợp cơ. Và thằng đấy còn được bắn đây chưa nào? Quân đây. Sao bắn nào? Baby. Cầm nhá quần nhá, không tí vào đâu rơi xuống ấy. Đấy, trong lúc mà mấy anh em đang làm thì bà là đi lấy cỏ về rồi cô bác ạ. Không biết là bà đi tận đâu cắt. Cỏ này chắc là cắt để cho bò thôi. Dây thì bà mang đi chăn rồi. Ở tiếp đâu nhà mày phô bà nào. Bao bún nung có hai bên mà phô. Có vẻ như là chân của bà còn bị thương nữa rồi cô bác ạ. Đi cắt những cái loại cỏ này thì rất là sắc cô bác. Cỏ này. Hôm nay thì ông lại ở nhà là phụ làm mấy anh em rồi, cho nên là ông không có đi lấy được cỏ. Chắc là để tối thì ông mới đi. Bây giờ thì một ngày thì có thể là ông với bà đi cắt cỏ những cái bó, đi cái bó này phải tầm độ 2-3 bó thì mới đủ ăn được. Bò thì cũng ngày một lớn lên, ăn thì sức ăn của nó thì khá là nhiều. Đấy, ba con lợn này thì nằm anh quẹ thế này này các bác. Có vẻ như là bây giờ phần chuồng làm xong, đổ cái phần nền xong thì có vẻ là mát rồi đấy. Lập trên tấm lập trên pro này thì chắc là mấy nữa quân phải lấy cái gì ra để đây này nó mới mát hơn, chứ không mà nó cũng nóng ấy. Ngủ ở đây sao mà ngủ được, mùi phân lợn lắm. Lấy lên chưa anh? Chưa. Đo đạc mọi cái thì mới đem lên trên để mà đóng được không bác? Cái khe này thì mình tạo cho nó để cho nó làm gì anh? Khe này sao mình không để cả cây đâu luôn? Đầu nó to hơn thì mình phải làm cho nó nhỏ lại nó mới vừa đúng không? Không là tí pro nó đầu thấp đầu cao. Không? Cái gì không biết thì hỏi các anh luôn để cho anh là giải đáp thì sau này có những cái gì thì còn mới biết làm. Trong có vẻ làm như làm dựng mấy cột này có vẻ như là rất là đơn giản đúng không bác, nhưng mà tuy nhiên là những cái lỗ đục này của bác này, những cái lỗ đục ở phần bên này này, làm sao mà để cho nó bằng bên kia ấy. Đo đạc mọi cái. Đấy, cu con này thì hôm nay đấy bảo là lên hộ. Hộ là vác cây à? Vác được cây nào không? Hả? Vác được cây nào không? Vác được cây nào? Có vẻ như là thằng này là đen rất là nhiều này. Áo dài tay, không có áo dài tay à? Có. Có sao không mặc áo dài tay vào? Không tinh mạc. Không tinh mạc. Ồ. À, được ấy nhờ. Nhưng mà thôi, để lần sau ấy nhá. Ây. Thấy ra nào cu. Ê, anh đánh nhá, thả nhá.
trèo lên xem là có hộ được các anh không. Ui, cái này thì có vẻ như tí là đóng đinh hơi khó đấy. Chỗ này. Chỗ này phải một tí anh ạ. Đây. Đẩy qua bên này được một tí được không anh? Như này được không? Cột này thấp hơn bên kia. Cột nó nhỏ hơn này. Cây nó nhỏ hơn. Đinh đóng chưa anh? Chưa. Tí mình nhà lập sau. Chị anh nữa ạ. Anh thưa mày, chị Nam, anh thưa mày. Uống nước đây. Quân lấy nước cho các bác đi. Ngồi lấy nước đây. Ừ, cơm tăng dừa bỗng nắm cho mày nè. Có bao nhiêu? Tết. Ta sẽ con yêu chưa? Này có nhiêu? Ngày chắc phải độ tầm tầm 2 tiếng nữa lập xong như anh. Vừa rồi thì có vẻ như là nó không có được được thẳng nên là mấy anh em phải kê lại. Em cứ ấu mà. Đến chiều chiều này gió to có vẻ là mát hơn. Quần không bóc cho bác à? Bảo ăn có ấu móc không? Này. Bảo Quân thì đi đâu rồi? Bóc mất tay tốt. Thì em bóc tốt tốt. Cao lên bài thế. Từ từ cao khuyên hơi. Uống nước không? Yeah. Hả? Nóng nít. Còn đây. Ông. Này số cũng quên là mua bánh kẹo một chút. Có khá là nhiều bạn nhỏ. Giờ thì mấy anh em uống nước nghỉ ngơi một chút đã, rồi thì tiếp tục vào cái công việc mà để mà hoàn thiện nốt là hôm nay luôn các bác. Đây cái phần không thì hiện tại là đã xong rồi các bác. Bây giờ thì
À, là em pro lên để bán lợp cơ. Lim ra nó. Bà thằng đấy còn được bắn đây chưa nào? À, quân đấy. Sao mà nào? Đúng này, đúng này. Yêu, yêu. Baby. Cầm nhá quần nhá, không tí vào đầu rơi xuống ấy. Con nữ này xung lo à. Nào, Hiếu ở đây thế nào? Vé cái gì đây? Hả? Vé cái gì đây? Nào, khoanh tay chào con các bà đi. Chào các bà. Con chào các ông các bà. Chào các bà. Rồi, hôm nay Hiếu không đi học à? Hôm nay không đi học à? Rồi, hôm nay được nghỉ đúng không? Hay là không đi học? Hả? Được nghỉ à? Hôm nay thì là ngày nghỉ của bác ạ, cho nên là bé Hiếu không có đi học. Chỉ có ở nhà thôi. Nay có biết làm gì không? Hả? Có biết anh Quân đang làm gì không? Anh Quân đâu? Quân đây. Quân đây à? Thế anh Quân đang làm gì? Đang làm chuồng lợn. Rồi, mình không được tay để mũi ngoáy nha. Rồi, đi chơi đi. Đi đi ra kia đi. Rủ rủ em ra kia đi. Hiếu. Hiếu. Đây, ông thì hiện tại là đang đóng đinh vào một lốp xe một chút của bác ạ. Thì để đóng làm như này thì nó mới không có bị mưa nó không bị rột vào. Cái hàng thùng thùng nó bị nổ. Cái hàng thùng thùng nó nổ. Lúc mà làm thì nhìn nó có vẻ rất là thấp của bác, nhưng mà khi mà lập pro được một chút rồi nhìn chuồng nó rất là cao. Để Quân cũng để cho nó cao để cái phần chỗ chân của Quân là sẽ để mà để Quân để đồ đạc này kia nữa. Ra não mày đi. Chém đi muốn đâu ra yêu. Chém à, chém đi sân Quân rồi. Thì chả xó xó mới lên này yêu cái đấy là. Để hơi cả giang á, chỉ giang à? Giang để á. Thế thì cái tấm đầu kia anh ạ, tấm đầu kia nó hơi quá một chút. Hơi cả không tốt chưa ta? Nếu mà tấm ở bên này thì nó hơi dài ra rồi. Tấm bên này nó hơi nhỏ, tấm bên này nó dài. À nhưng mà không biết là chắc là cái cây kia nó ngắn không anh? À, cây ngắn này dài à? Thế là như vậy là vừa đây anh ạ. Ba cái cây kia là nó vừa rồi. Suối Hà chẹp nữa đi à? Đi sắp tuôn tàu béo chứ mày. Suối Hà chẹp đấy, tức là. Đi đâu à? Đi ở phía bé. Bây giờ tên lại lên này. Tựa tàu lông. Tựa
Ăn là mấy ô cô. Tiếng lẽ một túi rồi nó nào lẽ một túi rồi nó một chiếc nơi nước cũng quá chứ không bài nó đang chấp đô một túi một túi mới thì đo mà nó bị răng phun tù chắc tù lại hơi quấn áo luôn lên tám chẹp thế nó nhá hả tù ban mua bốn tù chẹp thế nhá mà con răng như răng ngải. Ta xin răng lên đây gặp bạn nè. Răng sù sờ, ế thun. Nè nè. Mà bà đâu thay thế thun nè. Thần đai. Để bạn ông sâu khỏi lọ. Ồ, mô bị ẩm này tì con về lần nè. Hết thun nè. Đây à, nào xuống bên đây. Ta cứ lên nữa ra, lấy những tờ nè. Điện ta cái đầy mà lấy ăn luôn. Ta đi khám, khám đi. Anh thương đi khám anh, chung. Vậy. Nó tỉnh hài ước. Giống bị mật nè. Bây giờ là đóng những cái tấm polo là cuối cùng nhất rồi. Thì cũng hoàn thiện xong cái phần nó là hoàn thiện xong thì nhìn cũng rất là rộng rãi rồi. Được chưa Quân? Rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ạ, cho trong em bảy bao nhá. Ôi quá rồi. Đây, quên. Có vẻ như là Pro là nó bị hụt mất ra độ tầm là 50 phân cơ mà. Đấy, tuy nhiên là nhà Quân thì cũng có những cái tấm Pro cũ đấy, tận dụng lại mà để mà hoàn thiện. Cho vào. Bên này luôn này. Bên này luôn này. Đây đây. Từ ra để cho anh đóng nốt bên này đó. Chỗ này chắc là tầm một đinh hai đinh anh. Chỗ này có đinh không? Chỗ đứng, có anh, có cây. Đúng chỗ này luôn này. À, cho trong đây anh nhỉ? Thế à? Vâng. Nay nó ngoài hiên quá thì không ảnh hưởng mấy đâu. Quân đưa cho anh, xong rồi đi kiếm thêm một cái tấm nữa. Thả đi, lại rồi. Đặt tấm này lên cho anh, lên cho anh. Tấm này để trên đó này nhỉ. Đây ạ. À. Cái gì lâu mà ấy. Áo lực cấp phương này ấy. Thì cái này là bình khẩn nâng hai khu phân nhìn nhẹ. Bố bún không? Bún không? Cặp bị yếu chứ. Ấy. Mình mất tức chui, mất lông mất tức người ta. Mất tôi thấy chỉ như thế. Thôi, cô lấy ra đi. Chỉ hiến này cái nữa. Đâu anh quên giao rồi đó. Quên giao trên thân. Có ngon một tí lấy. À, cho Quân nó nhẹ hơn thì cho Quân nó đi lấy anh ạ. Tận đâu anh. Mở phần máy mà. Phần phía bên này thì có vẻ như là thiếu vài tấm. Không phải vài tấm các bác ạ, thiếu gọi là nửa thôi. Nhà Quân thì cũng có thì tận dụng lại. À, thế là bây giờ là xong một cái chuồng lợn nữa các bác ạ. Lúc mà nhìn thì có vẻ là lúc mà đang làm ấy thì có vẻ như là còn rất là thấp, nhưng mà bây giờ sau khi lập Pro xong ấy thì rất là rộng rãi. Phần trên này thì có thể là Quân để
thứ gì đó cũng được các bác. Thì cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm và chất lực, tại vì là cũng chỉ biết là cách làm như thế này thôi các bác ạ. Hầu như là nhà nào vùng cao thì làm chuồng lợn thì cũng đều làm thế này cả. Tham thủ tốt lâu bữa đây nó mới cũng đây các cậu é này nụ lư tư mà đẹp mầm. Thấy có vẻ như là làm ở cái phần này thì ai cũng thấm khá là mệt rồi các bác ạ. Thì cũng xin cảm ơn các bác ở trên kênh đã luôn luôn quan tâm tới em Cư, em Quân. Và trong đó thì cũng xin cảm ơn các bác đã giúp đỡ em Quân về cái phần khoản mà để mà làm giống mọi cái của bác ạ. Thì còn thước phim này thì cũng khá là dài thôi các bác. Rất là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chúc Quân chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.